Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Hương Lan tên tuổi tiêu biểu của nhạc vàng xưa. Ca sĩ Hương Lan được xem là một trong những nữ danh ca nổi tiếng nhất của nhạc vàng trước và sau năm 1975 sở hữu giọng hát ngọt ngào và truyền cảm. Hương Lan không chỉ trình bày thành công các ca khúc nhạc vàng mà còn là còn rất được yêu thích với dòng nhạc quê hương âm hưởng dân ca Nam Bộ. Ngoài ra cô cũng là một trong những ca sĩ Việt Nam thu âm nhiều nhất, với hàng ngàn ca khúc được phát hành trong hơn 50 năm ca hát. Hương Lan là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công vang dội khi chuyển hướng từ nghệ sĩ hát cổ nhạc trở thành ca sĩ hát tân nhạc nổi tiếng. Ngoài ra, Hương Lan có lẽ cũng là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có thể đạt được đỉnh cao của sự nghiệp sau khi được gọi là thần đồng từ lúc nhỏ. Rất nhiều người, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nhỏ được vinh danh là thần đồng, nhưng sau đó đã không thoát được khỏi cái bóng quá lớn của hào quang trong quá khứ. Ca sĩ Hương Lan tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 9 tháng 5 n 1956 tại Sài Gòn. Cô là con gái lớn trong gia đình, bên dưới còn bốn người em. Trong số đó có nữ ca sĩ chuyên hát dân ca cổ nhạc là Hương Thanh, người đang sống tại Pháp và được mệnh danh là sứ giả nhạc cổ và dân ca Việt Nam tại Âu Châu. Gia đình Hương Lan vốn có truyền thống yêu thích và hoạt động nghệ thuật nhiều đời. Cha Hương Lan là nghệ sĩ cải lương hữu phước, nổi danh tại miền Nam từ thập niên 1950, từng đoạt huy chương vàng giải thanh tâm vào năm 1965. Ông nội của cô từng là nghệ nhân đờn ca tài tử bà nội từng hát trong ngành hát. Khi Hương Lan còn rất nhỏ, nghệ sĩ Hữu Phước đã phát hiện ra năng khiếu ca hát và khả năng thẩm âm đặc biệt của cô con gái Diệu. Hương Lan rất thích bắt chước hát theo cha và hát rất chính xác theo nhịp đàn của cha. Tin tưởng con gái có thể tiến xa trong nghệ thuật, nghệ sĩ Hữu Phước đã sớm bỏ công dạy dỗ, bồi dưỡng cho con gái làm quen với cổ nhạc và đờn ca tài tử. Năm 1961, khi Hương Lan vừa tròn 5 tuổi, đoàn Thanh Minh Thanh Nga trình diễn vở thiếu phụ Nam Sương, nghệ sĩ Hữu Phước lần đầu cho Hương Lan lên sân khấu trình diễn. Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng trước tài năng đặc biệt của Hương Lan, đoàn hát đã quyết định đưa tên cô lên bàn rôn trước giạp để quảng cáo. Vở tuồng có sự tham gia của thần đồng Hương Lan, ái nữ của nghệ sĩ Hữu Phước cái tên hương lan của thần đồng nhí được cha cô ghép từ tên của hai nữ nghệ sĩ nổi tiếng khi đó là thanh hương và út bạch lan bên cạnh sự dạy dỗ của cha hương lan còn được nghệ sĩ sáu tưởng cha của nhạc sĩ huỳnh anh và nhiều nghệ sĩ của gạo cội của đoàn hát diều dắt dạy dỗ trong những lần đi lưu diễn xa cùng đoàn nhiều lần hương lan được giao đảm nhiệm vai diễn là con gái của nữ hoàng sân khấu thanh nga cái tên Hương Lan của thần đồng nhí được cha cô ghép từ tên của hai nữ nghệ sĩ nổi tiếng khi đó là Thanh Hương và Út Bạch Lan. Bên cạnh sự dạy dỗ của cha, Hương Lan còn được nghệ sĩ sáu tưởng cha của nhạc sĩ Huỳnh Anh và nhiều nghệ sĩ của gạo cội của đoàn hát Diều Dắt dạy dỗ trong những lần đi lưu diễn xa cùng đoàn. Nhiều lần, Hương Lan được giao đảm nhiệm vai diễn là con gái của nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Tuy nhiên, sự nghiệp trình diễn cải lương của thần đồng nhí chỉ kéo dài được vài năm rồi giảm dần, phần vì Hương Lan còn phải đi học, không thể đi lưu diễn xa dài ngày. Phần vì khi lên trung học, Hương Lan đã quá lớn để đóng các vai em bé, con của các vai diễn chính gọi là đào con, đồng thời cũng chưa đủ lớn để có thể đảm nhiệm các vai đào tránh. Sau một thời gian chuyển sang hát tân nhạc, vào năm 1973, khi đã 17 tuổi, Hương Lan mới trở lại với sân khấu Cải Lương. Cô đầu quân vào đoàn Cải Lương Kim Trung và được giao đảm nhiệm nhiều vai đào tránh. Tại đây, Hương Lan có dịp gặp gỡ và diễn chung với nghệ sĩ trẻ tài danh Trí Tâm. Hai người tạo thành cặp đôi ăn ý cả trên sân khấu và ngoài đời, được khán giả Sài Gòn ái mộ qua nhiều vở diễn như Hán đế biệt chiêu quân, nắng thu về ngõ trúc, cây sầu riêng trổ bông. Năm 1965, một biến cố lớn xảy đến với gia đình Hương Lan. Cha mẹ cô quyết định ly hôn. Là con gái lớn nhưng Hương Lan cũng mới chỉ hơn 9 tuổi, bốn người em của cô đều còn rất nhỏ. Kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn khi một mình cha cô vừa phải đi diễn vừa phải chăm lo cho gia đình. Vì vậy, việc Hương Lan đi diễn không chỉ là một cuộc dạo chơi trong nghệ thuật mà còn là vì sinh kế gia đình, đỡ đần gánh nặng cho cha. Tình cờ trong một lần ghé thăm nghệ sĩ Hữu Phước Nhạc sĩ Trúc Phương phát hiện ra Hương Lan dù còn nhỏ nhưng có giọng hát tốt, phù hợp với tân nhạc. Lúc này Hương Lan không còn tham gia nhiều các vở diễn cải lương được nữa, nghệ sĩ Hữu Phước bèn nghe theo bạn, truyền hướng cho cô con gái sang hát tân nhạc. Dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Châu Kỳ và nhạc sĩ Trúc Phương, Hương Lan được học thêm về nhạc lý, được luyện thanh và được hướng dẫn cách hát, cách luyến láy trong tân nhạc. Học cách rũ bỏ được hơi hướm đặc trưng của Cải Lương khi hát tân nhạc. Sau một thời gian chuẩn bị, nghệ sĩ Hữu Phước đưa Hương Lan đến gặp ông bầu Duy Ngọc. Lần gặp gỡ này đã giúp Hương Lan có cơ hội được hát tại Đại Nhạc Hội Duy Ngọc ở Giáp Quốc Thanh và tham gia chương trình tuyển lựa ca sĩ hàng tuần tại Giáp Hương Đạo. Thời gian này, tiếng hát Hương Lan gắn liền với hai ca khúc nổi tiếng là những đồi hoa sim của nhạc sĩ Dừng Trinh và Ai Gia Sư Huế của nhạc sĩ Duy Khánh. Giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của cô bé 11 tuổi trên sân khấu Tân Nhạc đã khiến khán giả và báo chí đi từ ngạc nhiên tới yêu thích và cảm mến. Các tờ báo ở Sài Gòn đồng loạt đưa tin và hết lời khen ngợi về giọng ca thần đồng. Trước khi Hương Lan lên hát, người dẫn chương trình thường giới thiệu: "Sau đây là màn trình diễn của bé Hương Lan." Năm 1968, khi mới 12 tuổi, Hương Lan chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô được hãng dĩa Việt Nam ký hợp đồng cộng tác lâu dài, được thu thanh giọng hát vào dĩa nhựa và trở thành người đầu tiên hát những ca khúc mà sau này đều đã trở thành bất tử. Bông cỏ may, ngày mai tôi về, thành phố sau lưng, một người đi. Thời gian này, Hương Lan được nhạc sĩ nghiêm phú phi bồi dưỡng thêm về thanh nhạc và nhạc lý. Hương Lan từng tâm sự, nữ danh ca Hoàng Oanh và nam danh ca Duy Khánh là hai thần tượng của cô trong âm nhạc. Khi mới vừa chập chững bước chân vào tân nhạc, Hương Lan đã có cơ duyên thu thanh ca khúc Lá thư Trần Thế, phát hành trong dĩa hát Việt Nam, cùng với nam ca sĩ thần tượng Duy Khánh và nữ ca sĩ Thanh Tuyền, trong đó Hương Lan đóng vai con gái của cặp đôi này. Đến năm 1970, khi vừa tròn 14 tuổi, Hương Lan được đích thân danh ca Duy Khánh mời cộng tác cùng ông tại trung tâm băng nhạc Trường Sơn. Giọng hát Hương Lan bắt đầu xuất hiện từ băng nhạc Trường Sơn 4 với hai ca khúc là Những con đường trắng và Tình thắm duyên quê. Ngoài ra, Hương Lan còn song ca cùng Duy Khánh trong hai ca khúc là Khúc ca Đồng Tháp và Đường về Hai Thôn. Sau hai năm hát cho băng nhạc Trường Sơn, Hương Lan trở thành ca sĩ độc lập, cộng tác thu thanh với nhiều hãng băng đĩa khác nhau và đi hát ở các phòng trà tại Sài Gòn, đặc biệt là phòng trà Nam Đô của nhạc sĩ Bảo Thu. Giai đoạn này, song song với việc ca hát, cô dành thêm thời gian để trở lại với sân khấu cải lương. Hương Lan cũng nhiều lần xuất hiện trên truyền hình trong các chương trình âm nhạc như chương trình Văn Phụng, chương trình Tiếng Thủy Dương của Châu Kỳ. Cuối năm 1974, nhạc sĩ Ngọc Tránh lên kế hoạch thực hiện băng nhạc riêng đầu tiên cho tiếng hát Hương Lan, phát hành trong bộ băng nhạc Stugan nổi tiếng do ông thực hiện. Tuy nhiên, mọi việc còn đang dở dang thì biến cố 30 tháng 4 ập đến. Đầu thập niên 1980, cùng với sự trở lại của trung tâm băng nhạc Thúy Nga, cái tên Hương Lan một lần lại hồi sinh. Cuốn băng cassette đầu tiên của trung tâm Thúy Nga phát hành ở hải ngoại cũng chính là cuốn băng riêng đầu tiên của Hương Lan mang tên tiếng hát Hương Lan, sau này được đổi tên thành CDH cho một thời để yêu. Cuốn băng này đã đem về con số phát hành kỷ lục thời đó cho Trung tâm Thúy Nga với 65.000 băng. Đặc biệt, tên tuổi của Hương Lan trở nên nổi như cồn trong cộng đồng hải ngoại sau khi Trung tâm Thúy Nga thực hiện thu thanh và ghi hình cho chương trình Paris Be số đầu tiên vào năm 1983. Trong băng nhạc này, Hương Lan trình diễn hai nhạc phẩm là Muộn Màng Tấn Phát và Trên Đỉnh Mùa Đông Trần Thiện Thanh. Từ sau dấu mốc này, Hương Lan nhanh chóng trở thành giọng ca trụ cột của Thúy Nga cả trong tân nhạc và cổ nhạc. Nhiều người gọi thập niên 80 là thập niên của Hương Lan bởi những thành công liên tiếp mà Hương Lan gặt hái được trong thập niên này. Trong thời gian cộng tác với Trung tâm Làng Văn, Hương Lan đã phát hành cuốn băng tạo được hiện tượng rất lớn ở hải ngoại là còn thương rau đắng mọc sau hè. Là bài hát có nội dung thể hiện được nỗi lòng của hàng triệu người tha hương nên rất được yêu thích. Sau đó Hương Lan tiếp tục thể hiện thành công nhiều ca khúc khác của nhạc sĩ Bắc Sơn, được ông xem như con cháu ở trong nhà. Cũng có thể nói rằng nhờ Hương Lan và nhạc của Bắc Sơn mới đến được với đông đảo quần chúng, nên cô đã a c sĩ Bắc Sơn cho đặc quyền là có thể sửa lại lời trong ca khúc của ông để phù hợp với giọng hát. Cuối thập niên 1980, khi danh ca duy Khánh sang được hải ngoại thành lập trung tâm trường Sơn Duy Khánh Hải Ngoại. Hương Lan đã cộng tác với thần tượng của mình trong nhiều nhạc phẩm song ca được yêu thích, ngày xuân thăm nhau, rước tình về với quê hương. Đi từ đồng rộng bao la, sao không thấy anh về, đêm trao kỷ niệm. Năm 1996, Hương Lan trở thành là nữ ca sĩ hải ngoại đầu tiên được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam. Từ thập niên 2000 trở về sau, Hương Lan thường xuyên về nước trình diễn tham gia sinh hoạt văn nghệ cùng lúc ở cả trong và ngoài nước. Năm 2009, Hương Lan thực hiện live show riêng của mình tại Việt Nam với tên gọi Ơn đời một khúc dân ca. Dù gặp nhiều sự cố trục trặc khiến live show diễn ra không được như ý nhưng Hương Lan vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả yêu nhạc trong nước cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại